Hôm nay mình đi ra ngoài nướng thịt bò ăn. Hôm nay mình nướng bơ, lâu lắm rồi mới sử dụng tới cái chảo này. Cái chảo này là cái chảo điện nè. Có nhiều người hỏi cái chảo này dữ lắm luôn. Cái chảo này thì làm lẩu nó chậm nha cả nhà, nhưng mà mình nướng thì nó ngon. Cái chảo nhỏ còn ngon hơn á, tại chảo nhỏ điện nó mạnh hơn cái chảo này. Bữa nay mình nướng thịt bò, nướng steak khơi này. Hôm nay mình mua hai lóc này luôn, ngon quá trời luôn. Với lại mình nướng cùng với xúc xích nè, nấm hương với của hành tây với lại là măng tây. Nướng cái này là béo lắm luôn này. Hôm nay mình nướng ở ngoài này thôi, tại vì nướng ở trong nhà nó bị hôi. Cái bơ này nó cái mùi nó lên á, với lại cái khói của cái bơ á nó lên là nó bị gích chịch đó cả nhà. Cho nên là mình kỳ mình rửa cực lắm luôn. Ngày xưa ở bên nhà cũ á, là tại vì không có cái hành lang ban công rộng rãi như vậy á, mình nướng ở trong nhà mình cố gắng mình lau chùi, nhưng mà bây giờ có cái ban công rồi á thì mình ra đây mình nướng cho nó tiện. Chứ mà nướng trong nhà là kỳ cực lắm. Cái nấm hương này nướng nó có một chút mỡ hoặc là cái bơ á, thì nó ngon lắm. Xúc xích nè, Bi Bi thích xúc xích nè. Dạ. Mà cái này mùi cái gì vậy? Mùi bơ thơ nè, con thích mùi bơ thơ nhất. Ừ, mùi bơ đó. Dạ, bé ơi, con ở trường học, cái sữa, cái này đó mẹ. Tại con lấy cái đó xài, con làm đẹp, cái nào là giống này nè mẹ. Cái nào? À, cái đó đó hả? Dạ, giống làm gì nè, có nhiều cái đó hả? Mà con là suy nghĩ này nè. Con suy nghĩ cái gì? Con suy nghĩ. Con suy nghĩ sao? Đi học con uống sữa hả Bi? Dạ, con uống sữa, ngày nào uống sữa luôn á. Ngày nào cũng phải uống nha. Dạ mẹ, con làm này nè mẹ. À, con làm cái đó đó hả? Dạ. Ngoan quá trời luôn á. Đi học ngày nào cũng uống 200 ml sữa. Ở nhà uống sữa mà đi học vẫn uống sữa. Ở nhà là Bi uống cái gì ta? Bi uống quá trời nhiều cái chất dinh dưỡng đúng không? Dạ. Uống đủ thứ hết trơn nè. Bi uống cái gì? Bô ly nè, hồng xăm chu chu nè, rồi uống cái gì nữa? Rồi uống vitamin men vi sinh nè, rồi uống gì nữa ta? Uống sữa. Ăn vitamin tổng hợp nè, rồi ăn sạch hồng xăm ăn nè. Xăm. Ừ, quá trời luôn. Mẹ, con làm cái nào thấy đẹp ta mẹ? Mẹ không biết, con tự tìm đi. Trời ơi, ngon dữ ta. Ngon dữ ta. Wow. Mẹ ơi. Rồi, ngon nha, ngon nha. Rồi, thấy là ngon cả nhà, cái chảo nướng ok lắm. Xin chào. Ăn còn ngon cái này nha cô chú. Để mẹ ăn nấm nha. Ôi, Bi thích ăn măng tây hả Bi? Ngon. Cái nào chín đâu? Cái này chín đúng không? Nó béo lắm luôn cả nhà. Béo quá béo luôn. Ngon. Thịt nhiều quá trời thịt luôn nè. Có gì mà không? Không có chảy máu. Chảy máu nè. Chảy máu? Chút cùng. Ừ, chảy máu nè. Có gì mà nè, có gì mà. Ngon quá. Cô đem mani mì y gồm, bọn con này cần má chích ta. Cái măng tây lâu lắm rồi không ăn. Ừ, con ăn đi. Để chấm cái sốt này. Cái này là sốt của tay kia này. Nó xuống chút xíu. Kết cực. Wow, 버섯이 최고인데. 버섯 아직 안 먹었어요. 그 망가 이거. ngon không ngon quá. Ngon không Bi? Mẹ uống sao, con thở vậy mẹ? Thở hả? Dạ. Để làm thở lại cho. Mấy con nhỏ đi.
자, 다음에 짜냐. 뭐 토끼 같아요. 아닌가? 양인가? 양파 먹어봤어? 먹어봐. 그 한 달 만에 입어. 너 kiểu là béo. Có thông thường là cắn một lần là cắn nữa. Vậy đó đi. Con mà cắn một lần rồi là không cắn nữa. Ngộ gì đó. Chấm không? Hai bên kem một rồi mình kế xúc kem. Có ý có kế xúc phù hợp rồi, kế xúc kem rồi. Không. Để tự nhiên nó hết à. Ngon quá. Mẹ ơi, con đang quay clip ăn đúng không mẹ? Con cắn cuốn luôn. Trời đất. Em bé đó. Ủa, đồ gốc khỏe bụt chứ nhỉ? Ngon quá. Lâu dữ lắm rồi mình mới ăn lại món này đó cả nhà. Mẹ, con nay ở trường hợp em theo cuộn dây cái này nó chung kia. Tại con chút xíu nữa là con mẹ với ba làm cuộn dây cái đó đúng không? Là con 1, 2, 3 là con vô nhảy. Từ 1, 2, 3 vô nhảy nữa. Mà cái đó con làm thêm ha. Là con tập nó từ mà mẹ hồi làm cho được không? Nhảy ở đâu? Nhảy chỗ ở xíu con mà mẹ ở đây tập cho con được không? Người ta kêu bằng nhảy dây. Ngon quá. Mùi mùi à. Ta Hàn Quốc nha. Có mấy cái món mà rau củ ấy, kia đó. Là người Hàn Quốc người ta hay nướng nè. Với lại chiên. Chiên giòn á, cả nhà lăn bột chiên á. Người Hàn Quốc mà đưa cho họ bất cứ một cái rau gì ha, họ chiên, họ chiên cả thế giới. Hôm nay để cái máy quay gần quá, xong rồi cái ngồi ở đây gì thì nó mất rồi. Xong rồi cứ néo ăn biên mà. Hôm nay người ta cho cái sốt này là nó có một cái vị chua chua. Chua chua hả? Không chấm chua chua. Nè, không phải hồng chấm chua chua. Con ăn này này. Không phải hồng xăm chua chua mà là chua chua. Có sốt không chua, có sốt chua. Còn cắn 5 lần luôn quá mẹ. Đừng cắn nữa. Thường á, mình mua thịt tươi ở siêu thị là người ta cho mình sốt luôn. Mình khỏi mua sốt riêng. Chà bè uống bét chưa? Ăn ăn bát mắt ta. Ngon lắm không? Trời ơi. Ai kìa. Mặn. Trời ơi. Em bé này ăn không? Không. Em bé này ăn không? Ăn hành tây tốt không? Ăn không? Ăn hành tây tốt không cả nhà? Người Hàn nghe không? Tối với lại hành tây á, người ta ăn sống quá, nhiều lắm. Ngán nhưng mà ngon. Tại vì người ta thường thường người ta đi nhà hàng người ta ăn có một chút xíu à. Người ta ăn có một cục à. Còn bây giờ mình ăn có một chảo thành ra không ngán được. Chúng mình đi quán ăn. Xong mà ăn cục cái bé lớn à. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mình là ở nhà là ăn gì đúng không? Ăn gì nè. Ông ăn gì đúng không? Mà ở ngoài ăn con là lấy dao. Thì đó. Ở ngoài đi ra ngoài nhà hàng ăn thì cái con miếng con bé lớn xong rồi xắt ra mỏng rồi ăn rồi bỏ trên cái dĩa bự gì nè, rồi rau này rau kia rồi lấy giấy rồi.
Rồi ăn có nhiều mà sao mà vừa ngán. Còn ở nhà ăn quá trời luôn, nãy mấy cục nãy là 6 cục. Dạ. Không phải mà nhà mình nấu mình chơi nha. Ừ. Ngon, hôm nay thật sự ngon, rất là ngon. Món tay. Mẹ cái này thịt thịt cứng hả mẹ? Đúng rồi. Món tay vào đi. Dân. Trời đất ơi. Món tay mua bao nhiêu đó mà không đủ đó. Món tay chả phê sợi không? Ở Hà Giang củ quả mắc lắm cả nhà. Bao nhiêu món tay là 100.000. Mắc lắm. Bao ơi. Với lại hôm nay có nấm nè. Có măng tây với lại hành tây á. Nó đượm nha, nghĩ là cái sốt này nó chua chua nữa. Bye. Bữa nay là cho 100 điểm. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi nha, cả nhà bye bye nha. Bye bye. Mẹ ơi. Ừ. Mẹ nói con ăn cơm xong mẹ làm cho con nhảy nhảy đúng không? Thế không? Nói, không. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Thế không? Không là vợ. Đi đây này, nhìn này, nhìn cô chú. Giờ nó nóng được chứ mà nhảy dây gì con. Rồi mấy tuổi rồi, bị mấy tuổi rồi. Nó cô chú bị mấy tuổi rồi mà nhõng nhẽo. Làm chưa, làm chưa. Nhảy trong nhà đi. Ở nhà sao làm được. Vậy chứ nhảy ngoài thì cũng nhảy giống nhau thôi. Không phải là bự nhưng mà. Ở ngoài nóng lắm, nhảy đổ mồ hôi. Ok con lấy cho. Thôi. Vậy lấy dây cho. Không, cô chú ơi nghe hát chưa? Cô chú ơi nghe hát chưa?